Hello, xin chào anh em. Lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Coi 68. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành với anh em trong video này để có thể cập nhật cho anh em những tin tức mới nhất đã diễn biến trong tuần qua như thế nào nhé. Ok, mình không cần dài dòng nữa, vậy thì mình đi thẳng vào ngay vấn đề chính của ngày hôm nay thôi. Vậy thì đầu tiên thì trong tuần qua thì mình nghĩ rằng là đã có nhiều anh em rất là vui mừng về tình hình của thị trường trong tuần qua ha. Và ngay cả chính bản thân mình cũng vậy. Tại vì chúng ta đã thấy được vào ngày thứ hai khi mà Bitcoin đã phá vỡ vùng 50.000 đô. Và cụ thể là 50.280 đô là cái mức giá cao nhất của Bitcoin. Thì đây là một cái đỉnh, cái mức 50.000 đô đó là cái mức mà chúng ta đã chờ đợi trong vòng 3 tháng trời anh em. Và chính xác hơn đó chính là 100 ngày anh em. Đó. Vậy thì cái điều này nó mang lại một cái màu xanh rất là tích cực cho toàn bộ thị trường ha. Vậy thì cái thông tin đầu tiên mình muốn gửi đến cho anh em á, tức là vào ngày hôm qua thì Michael Saylor, ông này là CEO của công ty MicroStrategy. Thì anh em khi mà anh em đã theo dõi trong thị trường gần đây á, thì MicroStrategy là một cái công ty á mà có một cái mối quan hệ gắn bó khá là mật thiết với Bitcoin. Tại sao mình lại dùng cái từ ngữ này để có thể mô tả về MicroStrategy? Thì á, vào từ hồi mà đầu năm hoặc là thậm chí năm trước luôn anh em, thì bất cứ khi nào mà MicroStrategy họ nói rằng là chúng tôi sẽ mua Bitcoin, chúng tôi sẽ tích lũy Bitcoin đó, thì lúc đó thị trường dao động rất là lớn. Nhưng mà tại vì thời gian gần đây á, kể từ sau một cái sự cố khi mà kể từ sau một cái sự cố vào ngày 19 tháng 5 á, thì những cái thông báo mua Bitcoin của MicroStrategy á, nó không còn gây ra một cái phản ứng mạnh đối với giá của Bitcoin nữa. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt mình muốn gửi đến cho anh em, tức là mặc dù giá của Bitcoin có đi xuống, có đi lên, có như thế nào đi chăng nữa, thì MicroStrategy thì vẫn không hề bán Bitcoin mà họ chỉ tiếp tục họ thu mua Bitcoin ngay khi họ có cơ hội mà thôi. Đó là vì sao mà mình nói rằng là đây là một cái công ty rất là trung thành và có một cái mối quan hệ dường như là rất là hữu nghị với Bitcoin luôn ha. Vậy thì cái thông tin ngày hôm qua là MicroStrategy họ thông báo là họ đã mua thêm là 3.907 Bitcoin ha anh em, với một cái mức giá là 177 triệu USD đó, thì trung bình là 45.294 cho mỗi Bitcoin vào cái sự kiện mua lần này. Thì tính ra thì tại thời điểm hiện tại, sau chuỗi hết tất cả những cái lần mua của Micro thì họ đã đang nắm giữ là 108.992 Bitcoin, tương đương với cái giá họ mua vào là 2,918 tỷ đô đó. Và cái mức giá DCA, cái mức giá trung bình mà họ mua tính cho thời điểm hiện tại cho tổng tất cả các lần nha anh em, chứ không phải là lần này, thì nó rơi vào tầm khoảng là 26.769 đô cho mỗi Bitcoin. Thì cái dữ liệu trả về lần này á đã cho chúng ta thấy được là gì? Cho chúng ta thấy được là cái chiến lược dài hạn, cái chiến lược đầu tư của Michael Saylor, của MicroStrategy và Bitcoin dường như là nó đang rất là hiệu quả anh em. Tại vì sao? Tại vì là vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 á, thì trên thị trường nó đã xảy ra một cái đồn đoán rằng là MicroStrategy thì dường như là đang đu đỉnh Bitcoin và họ đang cố chấp với những cái quyết định của mình. Họ mua Bitcoin là chỉ là do họ đang bị đu đỉnh và họ khiến cho cộng đồng FOMO bằng những cái tin tức mua của họ để đẩy giá lên và để cho họ xả mà thôi. Nhưng dường như đó là không phải ha anh em. Tại vì anh em có theo dõi vào cái sự kiện tháng 6, tháng 7, tháng 5 á, thì khi mà Bitcoin bị lao dốc như vậy thì chính Michael Saylor ông cũng đã nói rằng là sẽ mua, chúng tôi vẫn sẽ tận dụng cơ hội này để mua Bitcoin, và họ đã làm như thế thật anh em. Họ mua Bitcoin ngay tại những cái mức giá như là 35.000, 36.000, 37.000. Nhưng ngay khi mà Bitcoin bị sụt giá xuống tầm 30.000, 29.000 đó, thì nhiều cái đồn đoán cho rằng là họ đang bị thua lỗ, họ đang bị đu đỉnh hay sao đó, rất nhiều đồn đoán xảy ra. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì những con số này đã chứng minh rồi anh em. Và con số chứng minh đó là gì? Tức là vào thời điểm hiện tại 2,9 tỷ đô mua vào của MicroStrategy đang là khoảng là 5,31 tỷ đô. Và dường như là MicroStrategy đang x2 với những cái khoản đầu tư Bitcoin của mình anh em. Thì cái điều này dường như là bây giờ nó đã xóa nhòa tất cả những cái đồn đoán ngày xưa mà thôi. Thì anh em cũng đã biết rằng là trong cái thị trường tiền mã hóa của chúng ta mà, chúng ta luôn có những cái đồn đoán, chúng ta luôn có những cái nhìn tiêu cực khi mà thị trường đi xuống. Nhưng mà khi mà thị trường đi lên, đó là những cái kết quả mà chúng ta hiện hữu và cuối cùng chúng ta vẫn phải chấp nhận nó ha anh em. Thì cái điều này nó luôn tồn tại trong thị trường tiền mã hóa mà thôi.
Đó, thì bây giờ cái kết quả trả về cho chúng ta và câu chuyện giữa Bitcoin và MicroStrategy nó là như thế nào. Nhưng mà khi mà MicroStrategy á, họ đưa ra cái thông tin này thì cái phản ứng giá của Bitcoin dường như là nó vẫn bị giảm xuống nhẹ ha, chứ nó không hề tăng trưởng một cách mạnh mẽ như trước đây. Thì, và mình sẽ tiếp đến một cái thông tin thứ hai muốn gửi đến cho anh em, tức là thông tin về Coinbase. Thì vào ngày 20 tháng 8 á, thì Coinbase đã đưa ra một cái thông tin chính thức rằng là họ đã mua lại, họ đã sử dụng 500 triệu USD để họ mua lại những cái tài sản crypto để mà có thể bổ sung trên cái bảng cân đối kế toán của họ ha. Và thông tin này được đưa ra bởi Brian Armstrong, là ông là CEO của Coinbase. Thì cái người này là đã quá là nổi tiếng rồi ha anh em. Thì nhưng mà họ bổ sung thêm rằng á, là sau này á, những cái khoản lợi nhuận của họ khi mà họ làm ăn, những cái khoản lợi nhuận của họ đến từ công việc kinh doanh sàn giao dịch hoặc thậm chí là về cổ phiếu coin ở trên Nasdaq, thì họ sẽ bổ sung 10% khoản lợi nhuận này để tiếp tục tái đầu tư vào các tài sản mã hóa. Thì cái điều này á, nó cho chúng ta thấy được rằng là ngay cả chính những gã khổng lồ như Coinbase bây giờ cũng đã có những cái hành động mà họ đã tích trữ tài sản mã hóa như một cái tài sản tích lũy để mà sau này họ có thể sử dụng cái nguồn tài sản đó để có thể thực hiện những cái tham vọng lớn lao hơn anh em. Thì đây thể hiện một cái niềm tin rất là lớn đối với một trong những người đầu ngành đó. Thì đây là một cái thông tin quan trọng mà mình muốn gửi đến cho anh em. Ok, vậy thì mình sẽ đến một cái thông tin thứ ba mà mình nghĩ rằng là chắc chắn anh em cũng đang rất là mong chờ, đó chính là thông tin về Cardano, về đồng ADA đó anh em. Thì hòa cùng với cái làn sóng tăng trưởng của những coin nền tảng, những coin top dẫn đầu, thì dường như là cái sự mà tăng trưởng mà mình thấy nó phổ biến nhất và mọi người đều quan tâm nhất đó chính là về đồng ADA này. Thì tại sao lại vậy? Tại vì là nó có rất nhiều cái drama xung quanh cái đồng ADA này anh em, và mình sẽ giải thích cho anh em ngay sau đây thôi. Thì nếu mà anh em hình dung lại cái câu chuyện mà về tháng 3, tháng 4 á, khi mà ADA nó tăng trưởng rất là đột phá và nó liên tục, nó break ATH của nó nhảy lên 1,2 đô, 1,4 đô, 1,7 đô, 2 đô, rồi nó break, nhưng mà cái mức định của nó là 2,4 đô. Kể từ đó là nó đã gặp một cái cuộc điều chỉnh rất là lớn, cộng hưởng với cái việc mà khi mà Bitcoin lao dốc thì nó đã điều chỉnh khá là sâu đó, dường như là chia 2, chia 3. Thì nhưng mà mở ra một cái câu chuyện tháng 6, tháng 7 thì cộng đồng của ADA rất là lớn anh em, cộng đồng của ADA dường như là rất tin vào nền tảng. Thì họ đều mong muốn một cái tương lai là họ tin vào một cái tiềm năng phát triển hơn nữa của ADA. Bởi vì khi đó ADA họ đã nói rằng là sao? Họ đã nói rằng là chúng tôi sẽ có một bản nâng cấp Alonzo. Và cái bản nâng cấp Alonzo này á, nó là một cái bước phát triển rất là quan trọng cho cái việc mà ADA sẽ thực hiện những cái hợp đồng thông minh trên chính nền tảng của mình. Đó, thì cái điều này nó đã gây một cái sự thu hút, một cái sự hấp dẫn đối với cộng đồng rất là lớn. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cái kết quả trả ngược về cho cộng đồng là gì? Đó chính là Alonzo sẽ bị trì hoãn và bị chậm trễ, và nó gây rất nhiều khó khăn cho Cardano trong việc triển khai những cái hợp đồng thông minh. Thì cuối cùng á, những cái sự kiện này nó được đẩy lên đỉnh điểm anh em. Và nếu anh em theo dõi thì ngay cả khi mà cái sự kiện này nó được đẩy lên đỉnh điểm như vậy thì ADA phải chịu một cái sự điều chỉnh nó dài và nó rất là khó chịu. Nó cứ đi ngang rồi nó giảm, nó đi ngang rồi nó giảm. Và ngay cả chính CEO của ADA, đó chính là ông Charles nè, đây ông Charles Hodgkinson, thì ông đã phải lên ông trần tình với cộng đồng rằng là đây chúng tôi đang gặp khó khăn thế này, nhưng mà chúng tôi hứa sẽ ra sao. Thì cái buổi mà livestream đó, ông đã lên ông trấn an cộng đồng ha anh em. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta lại quay về câu chuyện giá thôi. Tại vì giá nó sẽ phạt giá là một cái dẫn chứng cụ thể nhất để có thể phản ánh được một dự án có tốt hay không. Một người mà họ nói một cái dự án tốt nhưng mà giá mãi lẹt đẹt không tăng trưởng thì nó cũng không có ý nghĩa gì, đúng không anh em? Còn một dự án mà mặc dù ok, nó cũng là thuộc tầm trung mà thôi, nó không tốt nhưng mà giá của nó liên tục tăng trưởng và tăng trưởng một cách bền vững, đó thì đó là cái mà chúng ta mong chờ hơn ở một dự án, đúng không anh em? Thì cuối cùng cái kết quả mà giá của Cardano ADA họ trả về cho chúng ta chính là bây giờ Cardano đã vượt qua cả BNB trong tuần vừa rồi để có thể trở thành đồng coin lớn thứ ba tính theo tổng vốn hóa thị trường anh em. Và cái đỉnh của nó là khoảng là 2,98 đô. Và bây giờ ADA đang giao dịch ở khoảng là 2,77 đô. Thì cũng nhân cái cơ hội này á, cũng nhân cơ hội này thì vào 2 ngày trước thì Charles Hodgkinson ông đã đưa ra một cái, mình nghĩ rằng là đây là một cái bước đi rất là hay của bên phía Cardano luôn. Tại vì cái làn sóng nó đang tăng trưởng như vậy, và cái sự hoài nghi mới đây, cái sự hoài nghi về cộng đồng về cái việc chậm trễ
bây giờ người ta không còn quan tâm nữa rồi. Người ta chỉ cần quan tâm là ADA đang rất là tăng trưởng và cái việc chậm trễ của Alonso hay không nó không còn quan trọng nữa. Đó. Thì ngay cả chính Charles Hodgkinson vào cái thời điểm hiện tại khi mà giá ADA đang tăng trưởng như vậy, ông đã có một bước đi rất là hay để có thể kích thích thêm cái sự thu hút của các nhà đầu tư như thế nào. Đó chính là ông đã nói vào ngày 21 tháng 8 rằng là có lẽ rằng là tôi phải suy nghĩ đến việc là ADA nên xây dựng, nên phát minh ra một cái cơ chế gọi là cơ chế đốt coin để có thể giảm cái nguồn cung của ADA lại. Và điều này sẽ giúp cho ADA trở nên khan hiếm hơn và trở nên có giá trị hơn trong tương lai. Thì cái cơ chế này được gọi là cơ chế Proof of Burn, anh em. Thì đây chỉ mới là một cái ý tưởng thôi, đây chỉ mới là một cái mà ông đề xuất ra thôi. Vì ông nói rằng là cái nguồn cung ADA hiện tại đang quá là lớn đi. Đó, anh em có thể thấy trên màn hình ở đây. Thì đây, mình click vào ADA nè. Đó, mình click vào ADA thì mình sẽ thấy được là cái nguồn cung của nó lớn như thế nào ha anh em. Đây, nguồn cung của nó đang lưu thông mới là nó rơi vào khoảng tầm 32 tỷ anh em. Nhưng mà tổng nguồn cung khi mà sau khi mà nó sẽ phát hành hết ra thì nó rơi vào khoảng tầm 45 tỷ. Đó, thì ông nói rằng là hiện tại là nguồn cung của ADA quá là lớn đi, nên tôi sẽ khuyến khích những cái kỹ sư sẽ xây dựng thêm một cái cơ chế để có thể đốt ADA đi, khiến cho ADA bị loại khỏi nguồn cung lưu thông, và điều đó sẽ giúp giá tăng trưởng. Thì cái thông tin này á, nó xảy ra 2 ngày trước. Nó xảy ra trước khi ADA lập đỉnh mới 2,98 đô luôn anh em. Thì anh em thấy cái sự kích thích, cái sự hấp dẫn của cái việc mà cộng đồng bị cuốn hút bởi cái thông tin này, nó đã đẩy giá ADA lên thế nào. Thì đây là một cái minh chứng ha. Thì đây là minh chứng cho anh em. 2,98 đô ATH và hiện tại đang giao dịch là 2,77 đô. Thì trong tương lai thì mình nghĩ rằng là ADA sẽ còn rất nhiều cái dư địa để có thể phát triển, nhất là những cái bãi nâng cấp tiếp theo để ADA có thể thực hiện được hợp đồng thông minh. Và đúng như lời hứa của Charles Hodgkinson là Cardano sẽ là một cái nền tảng mà nơi mà sẽ có hàng trăm DApp được xây dựng trên nó. Đây, đó là những cái thông tin mà mình muốn gửi đến cho anh em về cái đồng Cardano này ha. Vậy thì chúng ta hãy cùng đi đến những cái thông tin vĩ mô hơn và những cái tổ chức họ đã hành động như thế nào trong tuần qua. Thì đầu tiên mình muốn gửi đến cho anh em chính là về BlackRock. BlackRock á, đây là một cái công ty quản lý tài sản dường như là lớn nhất của thế giới luôn ha anh em. Thì cái ông này á, cái ông BlackRock này á, thì ổng dường như là ổng có một những cái nhìn mà nó không có mấy thiện cảm về Bitcoin. Đó, và thậm chí rằng là ông nói rằng là Bitcoin là một cái gì đó nó rất là nguy hiểm, mặc dù những cái bộ phận ở trong đó, những cái ban cấp lãnh đạo họ cũng có những cái nhìn nó tốt về Bitcoin, nhưng cái phần đó nó lại chiếm không lớn trong những cái chức vụ lãnh đạo cấp cao của BlackRock ha. Ví dụ như là trong đó 10 người thì chỉ có khoảng là 2-3 người họ đã từng đưa ra những cái nhận định tốt về Bitcoin mà thôi, còn phần còn lại thì họ lại không. Nhưng mới đây anh em, thì một cái hồ sơ của SEC, là một cái hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán Giao dịch của Hoa Kỳ á, thì họ vừa tiết lộ ra rằng á, là BlackRock đã vừa nộp một cái thông tin lên ủy ban, và trong đó đã tiết lộ rằng là BlackRock đang giữ tới 400 triệu cổ phiếu của những công ty khai thác Bitcoin. Vậy thì ở đây nó có một cái mối tương quan nào thì mình sẽ giải thích cho anh em sau đây ha. Tức là BlackRock không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin đúng không? Họ đang giữ 400 triệu cổ phiếu của những công ty Bitcoin. Và ở đây cụ thể đó là gì? Đây, cụ thể đó là họ đang giữ khoảng là 6,7% ở trong Marathon Digital Holding và 6,61% ở trong Riot Blockchain. Thì hai cái công ty này anh em, đấy, hai công ty này, Marathon Digital Holding và Riot Blockchain, là những công ty khai thác Bitcoin. Đó, và cái thông tin mà cách đây một tuần, không, cách đây hai tuần chứ, thì cổ phiếu của Marathon Digital Holding là Mara ha anh em, và cổ phiếu của Riot Blockchain có cái hiệu là Riot, và cổ phiếu của MicroStrategy, đây, có cái hiệu là MSTR. Thì ba cái cổ phiếu này á, một cái thông tin khá là sốc đối với mình khi mà mình nhận được hai tuần trước, đó chính là ba cái cổ phiếu này nó đã tăng gấp 3 lần kể từ mức đáy của nó vào quý 1. Vậy thì thông tin này nó có gì quan trọng không? Có. Điều này tại vì ba công ty này đều liên quan tới Bitcoin. MicroStrategy thì mình vừa nói hồi nãy là đầu tư trực tiếp vào Bitcoin đúng không anh em? Marathon và Riot Blockchain là những công ty khai thác Bitcoin. Vậy thì cổ phiếu của họ đã tăng gấp 3 lần kể từ quý 1
thì mình hãy xét lại một cái câu chuyện rằng là sao, là vào ngày 19 tháng 5 Bitcoin giảm giá rất là, từ đó cổ phiếu của họ cũng chịu ảnh hưởng đúng không anh em. Nhưng mà sau đợt tăng trưởng gần đây thì nó đã kéo toàn bộ cổ phiếu của ba công ty này đi lên. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng rõ một câu chuyện là gì, tức là cổ phiếu của những công ty có liên quan đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp tới Bitcoin nó đã dần tương thích với sự di chuyển giá của Bitcoin rồi. Vậy thì BlackRock đang giữ khoảng 400 triệu cổ phiếu của những công ty này. Vậy thì nó có một cái ẩn ý gì sau đây? Đúng không? Họ nói rằng là tôi không muốn đầu tư vào Bitcoin, Bitcoin là một cái gì đó nó rất là rủi ro và biến động, nhưng họ lại đang giữ tiếp 400 triệu cổ phiếu của những công ty khai thác Bitcoin, mà cổ phiếu của những công ty đó lại có mối tương quan rất là mật thiết và dường như tỷ lệ thuận với việc di chuyển giá của Bitcoin. Vậy thì có phải là BlackRock đang đầu tư gián tiếp vào Bitcoin hay không? Đúng không anh em? Bởi vậy nó quay lại một câu chuyện mà mình đã từng nói trong rất nhiều video trước đây rằng là gì? Là sẽ có những công ty, những tập đoàn, những gã lớn họ nói một mặt nhưng mà họ làm một nẻo. Đó, vậy thì đây chính là một cái ví dụ điển hình cho cái việc đó đây anh em. Ha. Vậy thì tiếp đến một cái thông tin tiếp theo mình muốn gửi đến cho anh em, đó chính là về Citigroup. Thì vào tháng 6 á, thì chúng ta có Bank of America, là một cái ngân hàng lớn thứ hai tại Hoa Kỳ đó anh em. Thì họ nói rằng là chúng tôi sẽ chấp nhận đưa ra một cái dịch vụ gọi là giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME, là sàn giao dịch Bitcoin phái sinh lớn nhất thế giới anh em. Thì trong ngày hôm nay, đó, trong ngày hôm nay thì Citigroup, đây chính là ngân hàng lớn thứ ba tại Hoa Kỳ ha, tại Hoa Kỳ nha anh em, với cái tài sản là khoảng là 6,4 tỷ đô. Thì họ nói rằng là chúng tôi đang chuẩn bị những cái bước pháp lý, những cái bước mà để có thể cho những cái cơ quan chức năng về mặt pháp lý họ xét duyệt, và từ đó chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện cho giao dịch những hợp đồng tương lai Bitcoin. Vậy thì anh em có thấy rằng là dần dần những ngân hàng lớn, từ ngân hàng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, họ dần dần họ đang đổ dồn vào Bitcoin. Và anh em có thể cảm nhận được với mình rằng là hiệu ứng domino đã dần dần đổ từ từ rồi anh em. Vậy thì nó sẽ tạo ra một cái cú hích rất là lớn đối với Bitcoin tại thời điểm hiện tại, chứ mình chưa nói đến là tầm 1 năm, 2 năm sau, 3 năm sau, 4 năm sau, đó là một cái khoảng thời gian quá dài. Nhưng hiện tại mình đang thấy rằng là hiệu ứng domino đã đổ rất là lớn rồi. Đó. Và tiếp theo nữa đó chính là về PayPal. Thì vào ngày hôm qua thì PayPal đã bắt đầu cho phép người dân tại Anh Quốc, họ bắt đầu họ có thể mua tiền mã hóa rồi anh em. Thì anh em cũng biết là ở Vương quốc Anh á, thì trong cái khoảng thời gian gần đây là họ đang dường như là họ đang rất là gắt ghê về cái mặt pháp lý. Và điển hình là trong cái cuộc chiến của họ với sàn giao dịch Binance á, thì họ đã rất là gắt gao để có thể mà triệt để cái vấn đề tiền mã hóa tại ngay tại quốc gia của họ, vì nó liên quan đến những vấn đề như là gì anh em, những vấn đề như là rửa tiền nè, những vấn đề như là tội phạm về tài chính nè, nên là họ đã siết chặt. Nhưng PayPal dường như là đã lọt qua được cái khe cửa pháp lý này, và PayPal đã tuyên bố rằng là họ sẵn sàng, họ chấp nhận những cái quy định pháp lý tại đây, và người dân nước Anh sẽ được mua tiền mã hóa thông qua dịch vụ của PayPal. Và những đồng mã hóa đó là những cái đồng mà rất là phổ biến như là Bitcoin nè, Ethereum, Litecoin hay là Bitcoin Cash anh em. Thì đây là một cái bước tiến mà mình cho rằng là nó rất là hợp lý, và nó rất là cũng là đột phá đó. Tại vì nếu mà bạn mở cửa cho một người dân ở một nước nào đó mua tiền mã hóa, như là ở Mỹ thì nó rất là dễ nè, hoặc là ở những cái nước khác thì nó cũng tương đối dễ, nhưng mà ở Anh, một cái quốc gia mà đang gặp vấn đề gắt gao pháp lý mà có thể triển khai được, thì đó là một vấn đề rất là tuyệt vời nha anh em. Ok, vậy thì chúng ta cùng bước qua một cái thông tin tiếp theo mà mình muốn gửi đến cho anh em, tức là mình sẽ cho anh em thấy rằng là các tổ chức họ đã quay trở lại như thế nào. Đây, thì đây để mình thu nhỏ cái này lại để cho anh em có thể dễ dàng hình dung nha. Thì đây là vào ngày 18 tháng 6 nha anh em. Ngày 18 tháng 6 thì nó chỉ cách một cái khoảng thời gian khá là ngắn thôi. Một cái khoảng thời gian khá là ngắn trước khi chúng ta đi vào một cái giai đoạn 3 tháng trời khó khăn, nguy hiểm và rất là khó chịu ha. Thì kể từ ngày 15 tháng 9 á, thì ở đây là mình dùng một cái report hàng tuần mà của CoinShares họ đã chia sẻ. Thì đây anh em có thể thấy là đây là vào ngày 18 tháng 6, cách khoảng 3 tuần sau khi mà cái sự kiện mà Bitcoin bị lao dốc xảy ra, thì anh em thấy là cái dòng tiền
cái dòng tiền của các tổ chức đổ vào á dường như nó không có luôn. Và nó và anh em thấy nè, cái dòng tiền tài sản bị chảy ra, tức là họ đang bị thua lỗ á, hoặc họ đã rút ra, họ không đầu tư vào cái sản phẩm nó nữa, thì anh em thấy nó đổ rực luôn đó. Và đây và các sản phẩm ha, các sản phẩm như là về Bitcoin nè, về Ethereum, các tài sản khác, BNB, Ripple hoặc những cái đồng coin khác, thì nó đều chịu một cái ảnh hưởng, một cái kết quả như nhau. Đó là vào ngày 18 tháng 6. Tiếp theo, chúng ta đến ngày 16 tháng 7. Cách sau đó một tháng thì ra sao? Dòng tiền đổ vào Bitcoin vẫn là âm ha, nhưng mà dòng tiền đổ vào các altcoin dường như nó đã có những cái tín hiệu chớm nở ra rồi nè. Chớm nở. Đó, nó đã quay về những con số dương như vậy. Nhưng mà chủ đạo thì các sản phẩm Bitcoin thì các tổ chức vẫn chưa được sự tin tưởng. Đó, mặc dù nó đã có một chút cải thiện rồi, nhưng mà các tổ chức dường như vẫn chưa quay lại mạnh mẽ hơn. Đó, nhưng đến ngày hôm nay, trong tuần vừa rồi, anh em có thấy không? Từ con số trừ 89 nè, đây, trừ 10,4, cho đến hôm nay chúng ta chỉ còn trừ 2,8 mà thôi. Và hiện tại dòng tiền của các quỹ đầu tư tổ chức lớn như là Rayscale, CoinShares, 21Shares, Purpose, đó thì họ đã dần họ quay lại rồi. Họ quay lại thị trường rồi. Và điều này nó mở ra một cái tín hiệu rất là lớn đối với chúng ta, là khi mà các dòng tiền của các tổ chức họ đã quay lại rồi, thì việc Bitcoin tăng trưởng và những altcoin lớn tăng trưởng, nó sẽ là một cái hệ quả được kéo theo mà thôi. Vậy thì trong cái bản báo cáo này, mình muốn hình dung cho anh em vào 3 giai đoạn: tháng 6, tháng 7 và tháng 8, để chúng ta hình dung ra được rằng là chúng ta đang đi theo những cái nhịp độ như thế nào, những cái bước tiến như thế nào trong vài tháng vừa qua. Và một điểm rất đáng lưu ý, anh em có thấy trên màn hình của mình hay không? Vào tháng 6, chúng ta chỉ có những tài sản phổ biến như thế này mà thôi. Vào tháng 7, một bức tranh tương tự được lặp lại. Nhưng vào tháng 8, điểm khác biệt ở đây là gì anh em? Điểm khác biệt ở đây chính là bên cạnh những tài sản phổ biến như Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB, Cardano, Polkadot hoặc là những tài sản khác, thì chúng ta có một cái tên, đó chính là Solana. Và hiệu ứng tăng trưởng của Solana trong 2 tuần vừa qua là rất là vượt trội rồi anh em, đúng không? Điều này mình không cần phải nhắc lại quá nhiều lần nữa, và cũng không ai phủ nhận cái độ phổ biến cũng như cái độ tăng trưởng của Solana. Nhưng điểm đáng chú ý chính là Solana dường như đã được các tổ chức đưa vào tầm ngắm để có thể đầu tư nó. Đó là một cái điểm rất là khác biệt ha. Vậy thì điều này sẽ mở ra một cái cánh cửa rất là lớn đối với Sol trong việc mở rộng cuộc chơi của mình. Sol sẽ không phải là trong gói gọn trong một cái cuộc chơi gọi là những đồng coin được các nhà bán lẻ họ mua qua mua lại nữa, mà bây giờ Sol đã bước chân vào cuộc chơi của những tổ chức tài chính lớn, của những ông lớn và của các quỹ đầu tư lớn. Và cái điều này á, thì một cái câu chuyện này nó đã được chớm nở vào hồi tháng 6 rồi anh em. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái thông tin này vào hồi tháng 6 thì chắc ít nhiều anh em cũng ít quan tâm, nên bây giờ mình nhắc lại mà thôi. Thì vào hồi tháng 6 á, thì đây, cái đây anh em có thấy không, 21Shares, thì cái quỹ này á cũng có trong những cái ông lớn này đây anh em. Thì cái quỹ này á, họ nói rằng là họ sẽ khởi chạy cái sản phẩm mà ở đây chính là sản phẩm Solana ETP. Đó, đây là sản phẩm hoán đổi giao dịch dựa trên Solana. Thì cái sản phẩm này á, được họ đặt tên là ASOL. Và vào ngày 30 tháng 6 anh em, tức là vào khoảng tầm 2 tháng trước ấy, vào ngày 30 tháng 6, thì họ đã khởi chạy cái sản phẩm này ở trên sàn giao dịch SWIFT của Thụy Sĩ ha anh em. Đây, anh em có thấy không? Six SWIFT Exchange đó, họ đã khởi chạy cái sản phẩm này trên sàn giao dịch rồi. Và cái sản phẩm này, sản phẩm SOL ETP này với mã là ASOL, thì cái tầm nhìn của họ là khi mà họ cảm nhận được là cái sự phát triển của Sol trong vòng một năm qua nó quá là ấn tượng đi, nó quá là gây tác động mạnh đối với các nhà đầu tư. Và cái điều này sẽ là một cái sự thiếu sót nếu mà họ không đưa cái cơ hội của những cái nền tảng đột biến, của những cái nền tảng đầy tiềm năng này đến tay các ông lớn, đến tay các cá mập và các quỹ đầu tư tổ chức. Vì thế nên họ quyết định họ tung ra cái sản phẩm này. Và anh em có thể thấy được là khi mà họ khởi chạy vào ngày 30 tháng 6, thì đến thời điểm hiện tại Sol đã như thế nào? Và cuối cùng Sol cũng đã lọt vào tầm ngắm của các ông lớn. Vậy thì cái thông tin này á, cái thông tin này thì mình nghĩ là vào thì nó anh em cũng biết quan tâm, nhưng mà thật sự là nó là một cái thông tin rất là chủ đạo để mà hiện tại chúng ta có một cái kết quả rất là lớn như thế này ha anh em.
Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với ngoài Sol ra. Vậy thì chúng ta còn những cái đồng coin nào khác? Thì anh em có thể thấy là trong tuần qua thì hầu hết những đồng coin nền tảng đều tăng đúng không? Như là về Cardano, về BNB, về Ethereum đều tăng hết. Và tất cả chúng nó đều quay lại những cái đỉnh cách đây 3 tháng hết, bên cạnh Bitcoin luôn ha. Vậy thì ngoài những cái đồng coin này, đây chúng ta có AVAX nè. Đây AVAX cũng một cái con tăng rất là mạnh, 126% trong vòng 7 ngày ha. Vậy thì ngoài những cái coin nền tảng đó thì một cái yếu tố nào để chúng ta có thể xác định được là thực sự mùa altcoin của chúng ta đã đến hay chưa? Thì mình sẽ đưa ra những cái ví dụ để cho anh em có thể dễ dàng hình dung ha. Thì vào tháng 4 và tháng 5 á, thì khi mà thị trường bùng nổ như vậy á, thì anh em có để ý một cái trend, có một cái trend, tức là những cái đồng mà mình tạm gọi đó chính là những cái đồng coin thế hệ xưa, những cái đồng coin mà đã từng làm mưa đình đám trên thị trường không? Những đồng như là về ETC nè, hoặc là Monero nè, hoặc là Dash nè. Đó, thì anh em có thể thấy được rằng đây mình sẽ vào, anh em thấy không? Bây giờ dường như chúng nó đã dường như quay trở lại rồi anh em. Thì 7 ngày vừa qua khi mà Bitcoin leo lên cái vùng mà 49-50 nghìn, thì những đồng coin thế hệ xưa như Monero với cái mã là XMR anh em, thì đây nó đã quay lại tầm giá là $322, và dường như nó chỉ còn cách đỉnh cũ là $542, 200 giá nữa mà thôi. Đó, thì những cái đồng coin cũ này nó đã tăng rất là mạnh vào thời điểm hiện tại. Hay mình sẽ cho anh em xem một cái đồng coin khác, đó chính là về đồng Dash. Đây, đồng Dash đây. Đồng Dash trong 7 ngày vừa qua, đây cũng tăng rất là mạnh anh em. Đó, cũng tăng rất là mạnh. Nhưng mà đồng Dash này nó khác với đồng mà nó khác với cái đồng Monero hồi nãy, là về cái đỉnh cũ của Dash á, thì nó rơi vào tầm khoảng tầm $1,493 lận. Và anh em để ý rằng khác với Monero, Dash là một trong những đồng coin thuộc thế hệ xưa cũ, nhưng mà cái độ phổ biến của nó dường như nó không hoàn toàn lép vế so với những cái đối thủ khác. Anh em có thể dễ dàng hình dung một cái câu chuyện như sau nè. Tất cả những cái tổ chức lớn, tất cả những cái địa điểm buôn bán thanh toán hay gì, họ đưa ra là chúng tôi sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa, thì lúc nào nó cũng có những cái tên như sau. Thứ nhất là Bitcoin, Ethereum chúng ta không nói tới. Thứ ba đó chính là về ai ạ? Về Bitcoin Cash là BCH. Thứ tư đó chính là về Litecoin. Và thứ năm chính là Dash. Dash luôn lọt vào trong những cái tên mà những địa điểm buôn bán, những cái công ty, những cái tổ chức mà họ chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa, thì luôn luôn Dash sẽ là một cái lựa chọn mà không thể nào thiếu vắng ở trong những cái lựa chọn mà những cái công ty, những cái tổ chức đó họ đưa ra ha anh em. Đó, thì chúng ta cũng nên cân nhắc về cái đồng coin này. Thì thật sự mình nghĩ là sắp tới Dash sẽ rất là tiềm năng để có thể quay lại những cái vị thế của mình năm xưa ha. Và một cái chỉ số khá là thú vị mà mình muốn gửi đến cho anh em nữa, đó chính là về cái chỉ số mà mình đã tìm được trên blockchaincenter.net. Thì cái chỉ số này nó cho chúng ta thấy được rằng là gì? Chỉ số này nó cho chúng ta thấy được rằng là thực sự mùa altcoin đã đến hay chưa? Đây, thì cái chỉ số này nó được thống kê ra sao? Tức là nó thống kê những cái đồng coin, tất cả những cái đồng coin phổ biến anh em, tất cả những cái đồng coin phổ biến về cái mức độ tăng trưởng của nó trong 90 ngày qua như thế nào. Đây anh em có thể thấy không? Đó, những cái đồng coin 90 ngày qua như thế nào. Và từ đó nó lấy một cái số liệu trung bình tăng trưởng và nó đưa ra một cái chỉ số chung dành cho altcoin, để cho chúng ta biết được rằng là chúng ta đang ở ngưỡng nào trong cái mùa altcoin này, và chúng ta đã thực sự đến altcoin hay chưa. Thì cái chỉ số này nó cho chúng ta thấy rằng là ở cái mức chỉ số 75 á, thì mùa altcoin mới đến. Đây, nó rơi vào tầm khoảng vào tháng 3, tháng 4 ha anh em. Đó, thì thật sự là vào tháng 3, tháng 4 khi mà cái ngưỡng chỉ số này á, nó đạt mức khoảng 75, thì chúng ta đã có một cái cuộc bùng nổ rất là lớn về mặt trận altcoin. Nhưng mà hiện tại á, thì chúng ta đang chỉ vào khoảng mức gọi là 29 thôi. Đó, ở mức 29 mà chúng ta đang thấy được rằng là tất cả những đồng coin đã có một cái xu hướng tăng như thế rồi. Vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là trong tương lai, khi mà chỉ số này hướng đến vùng 75, chúng ta sẽ có một cái mức tăng trưởng rất là lớn trong năm nay. Và điều đó dĩ nhiên nó sẽ mang lại lợi nhuận cho anh em rất là nhiều. Và chính ngay cả bản thân mình cũng hy vọng rằng là điều đó sẽ xảy ra để chúng ta có thể có một cái Tết ấm no. Và nhất là trong cái mùa dịch này nữa, nhiều người vẫn đang còn gặp rất là khó khăn, nên mình hy vọng rằng thị trường sẽ trả về cho chúng ta những cái kỳ vọng như vậy, để chúng ta có thể dễ thở hơn sau mùa dịch này, cũng như là hướng đến một cái Tết thật là ấm no xuyên suốt trong một năm mà đã bị đại dịch hoành hành như vậy ha anh em. Thì
Ok, thì cuối cùng á thì mình muốn gửi đến cho anh em đó chính là về một gương mặt mà đối với mình là một gương mặt mình cho rằng là mình rất tự hào về gương mặt này, đó chính là về C98. Thì anh em có thể thấy trong tuần qua á, C98 đã bay như thế nào? Dường như là đã ít 80 lần từ cái giá đầu tiên khi mà được list bán, đó chính là 0,75 đô. Thì hiện tại là C98 đang ở mức khoảng là ATH là 5,97, nhưng bây giờ đang giao dịch ở mức là 5,67 đô. Thì C98 còn tăng trưởng tiếp hay không, hay là C98 chỉ là một cái mức tăng trưởng như vậy, nó chỉ là một cái sự đồn thổi, một cái sự FOMO gì đó mà mình tin chắc rằng là đó cũng là như một như những cái lời đồn đoán đang xảy ra xung quanh những cái dự án như thế này, những cái dự án Việt Nam như thế này. Thì ở trong video này mình xin khẳng định lại cho anh em để anh em có thể dễ dàng hình dung một một cái câu chuyện như sau. Trước khi chúng ta đến với C98 nha anh em, thì chúng ta đã có những đại diện Việt Nam như thế nào? Tiêu biểu nhất chính là Axie Infinity. Đó, đây là một đại diện Việt Nam mà đã gạt bỏ tất cả dư luận để mà có thể nói rằng là một dự án Việt Nam chắc chắn sẽ thua thiệt với một dự án nước ngoài. Đó chính là Axie. Thì anh em có thể thấy là cơn sốt Axie đã như thế nào trong thời gian vừa qua. Đây là điều mình không thể phủ nhận được rồi. Nhưng chúng ta hãy quay về khoảng thời gian trước đây đi. Chúng ta có Kyber Network. Đây, anh em có thể thấy là Kyber Network đã từng đạt mức giá thấp nhất là 0,68 đô đúng không? Và đạt mức ATH là 4,36 đô. Có thể là nhân khoảng là dường như là cũng là khoảng là 70 lần đó anh em. Khoảng 70 lần như vậy. Và Kyber Network cũng là một niềm tự hào của Việt Nam. Đúng không? Và chúng ta tiếp đến một cái dự án thứ thứ hai, thứ ba chứ. Đó chính là về TomoChain. TomoChain từng đạt mức giá thấp nhất là 0,11 đô và cao nhất là 3,89 đô. Đó anh em thấy dường như là ít 40 lần. Vậy thì điều này có làm chúng ta còn hoài nghi về các dự án Việt Nam hay không? Thì mình xin khẳng định là đối với riêng riêng cá nhân của mình thì mình không hoài nghi gì về một dự án Việt Nam cả. Và dành cho những ai đang hoài nghi thì mình có những cái quan điểm này để bạn có thể củng cố và bạn có thể suy xét thêm về những cái suy nghĩ của mình cũng như những cái cách hệ thống của mình về những dự án Việt Nam. Thực sự những dự án Việt Nam của chúng ta đang làm rất là tốt và chúng ta đang có một cái tầm ảnh hưởng nhất định đối với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như là những bạn bè thế giới. Ha anh em, về các sản phẩm của họ thì và câu chuyện này nó đã được lặp lại với C98. Nếu mà anh em có để ý rằng là những dự án nước ngoài á thì C98 họ có một cái quỹ là Core98 Venture. Thì Core98 Venture là một trong những cái quỹ đầu tư đã xuất hiện được trên rất nhiều những dự án nước ngoài hiện đang làm và đang phát triển rất là mạnh, thì đều có cái tên Core98 Venture hết. Và dĩ nhiên sản phẩm, cái đứa con tinh thần của họ chính là C98, thì cũng đã được chỉnh chu và đã được chuẩn bị từ lâu rất là trước rồi. Và cái điều này nó lại càng khẳng định rằng là blockchain của Việt Nam hoàn toàn không thua kém bất kỳ gì blockchain của nước ngoài cả. Và nhất là khi C98 họ có cái quỹ venture rất là mạnh như vậy. Họ có những cái sản phẩm như là về wallet, về DEX rất là tối ưu, rất là tuyệt vời như vậy. Thì không lý do gì là đồng coin của họ C98 lại là một đồng coin mà nó không uy tín, lại là một cái đồng coin mà nó không có tiềm năng phát triển hơn nữa. Đó, thì đó là những cái nhìn chung mà mình muốn đưa đến cho anh em. Thực sự nước Việt của chúng ta đang làm quá tốt về mảng này. Chúng ta đã có những đại diện như C98, Axie, Kyber, TomoChain. Thì tiềm năng phát triển trong tương lai sẽ còn là rất là lớn nếu chúng ta làm tốt như vậy nữa. Và dần dần cái lá cờ Việt Nam đã vươn ra khỏi tầm thế giới và đã xây dựng được uy tín trong cộng đồng của quốc tế rồi, thì mình nghĩ rằng là không có một cái lý do gì để mà những cái dự án của Việt Nam lại trở thành cái dự án bơm thổi, những dự án thiếu chất lượng và cuối cùng sẽ trở thành một một dead coin cả. Đó chính là những gì thông tin mà mình muốn gửi đến cho anh em cuối cùng trong video này, và mình hy vọng rằng là video này sẽ mang lại cho anh em những cái thông tin bổ ích trong tuần vừa rồi để anh em có thể dễ dàng theo dõi được thị trường hơn. Và chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Hẹn gặp anh em trong những video sắp tới. Bye bye.